và các bạn đã quay trở lại với kênh Home Auto, xe đẹp dành cho thử thách. Và trước mắt của anh chị đây là chiếc Toyota Innova số sàn, sản xuất 2016, mẫu 2017 nha quý anh chị, chạy được 77.000 cây. Em sẽ quay tổng thể cái xe để mình xem cái chất xe nha. Quý anh chị xem cái máy xe nè, còn khá là đẹp luôn quý anh chị. Thương lượng và giá này bên em có hỗ trợ bao hồ sơ rút gốc nha quý anh chị. Biển số nếu mà ra sang tên ở Sài Gòn, thuế của xe này rất là thấp nha. Đó, Innova 2016 nay 8 năm rồi mà chạy có 77.000 cây, rất là hợp lý nha quý anh chị. Vỏ thì còn rin, hai vỏ sau thì còn rin theo xe cùng đát 2016 á quý anh chị. Đây, đây đát của vỏ nè, 2016 này. Đó, anh chị xem. Đó quý anh chị có xe cần bán thì cứ alo em, bên em có trao đổi thu mua tất cả các dòng xe, xe đẹp đi ít bên em hỗ trợ mua với cái giá khá là tốt nha quý anh chị. Rồi em sẽ đi kêu chị cửa ha. Các phím bấm nè, không mờ luôn. Bản lề còn khá là đẹp bao quý anh chị. Đó, mình xem cái chiếc xe cực kỳ đẹp ha quý anh chị. 2016 tới nay khá là lâu rồi. Quý anh chị xem trần là bọc ni lông nha quý anh chị. Kêu chỉ là nguyên bản nguyên rim ha. Anh chủ xe á là chồng, gia đình là trồng sầu riêng. Hiện tại là biển số tỉnh nha quý anh chị. Còn hồi trước thì em bán ra là biển số Sài Gòn, gốc của nó là Sài Gòn. Thì bên em vẫn bao hồ sơ rút gốc bình thường nha. Và mình ra tên ở Sài Gòn là mình không có tốn chi phí biển số 20 triệu. Nào quý anh chị xem. Đây, vô củ số nè quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy rõ không? Còn vân sần nè. Xe thì chưa có trang bị đầu DVD nha quý anh chị. Đó. Em sẽ đi máy xe và nội thất bên trong kỹ hơn cho mình xem cái chất xe. Quý anh chị xem các phím bấm nè, nó vẫn còn vân nè. Đó, có đúng 77.000 cây chưa ha. Em quay rất là kỹ để mình xem ha. Home Auto, xe đẹp dành cho thượng khách. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video ạ.